Thì các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bếp Xanh. Với mức giá chỉ tầm 10 triệu đồng, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc bếp điện từ có hai vùng nấu được nhập khẩu, thì trong video ngày hôm nay chia sẻ giới thiệu đến các bạn mẫu bếp điện từ của Erosun với mã là EUTE259MAX. Cùng chị theo dõi trong video ngày hôm nay để khám phá chiếc bếp điện từ này nhé. Bếp điện từ Erosun EUTE259MAX có xuất xứ từ Malaysia, trang bị hai vùng nấu, một từ một điện để các bạn có thể nấu ăn hai món cùng lúc trên bếp rất là tiện lợi. Bên dưới là hệ thống bảng điều khiển bằng cảm ứng trực quan, dễ sử dụng và dễ dùng. Bề mặt bếp thì hoàn thiện với bề mặt kính đen nè, lớp âm bàn cực kỳ thẩm mỹ. Với thiết kế bếp như thế này thì sẽ tạo ra sự thoải mái và tiện lợi cho người nội trợ khi nấu ăn ở trong bếp, đồng thời là giúp cho gian bếp của mình trở nên nó hiện đại và sang trọng hơn. Bếp được hoàn thiện bởi bề mặt kính là Euro Ceramic, có khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt, tránh được giày xước và va chạm trong quá trình chúng ta nấu ăn. Với bề mặt kính bếp như thế này thì các bạn có thể dễ dàng vệ sinh cả trong và sau khi nấu, cũng như là giúp nồi nấu ở trên bếp không có bị trơn trượt. Bếp thì hoàn thiện với bề mặt kính là màu đen, thì với thiết kế đen trơn như thế này sẽ rất là phù hợp để các bạn kết hợp với nhiều cái nền bếp khác nhau, đặc biệt là những nền bếp có màu sáng để giúp bếp chúng ta nó sẽ có một cái sự tương phản và nổi bật hơn. Chiếc bếp điện từ của Erosun được thiết kế theo dạng là hình chữ nhật rất là gọn gàng, kích thước chiều dài là 73.5cm và chiều rộng là 43cm. Với thiết kế này thì bếp chia làm hai vùng nấu, một từ một điện, rất là tiện lợi để các bạn có thể nấu ăn hai món cùng lúc trên bếp. Với vùng nấu từ thì chúng ta có công suất là 2000W, vùng từ hỗ trợ thêm công suất booster để các bạn có thể tăng lên là 2500W để nấu nhanh hơn. Với vùng nấu điện thì chúng ta sẽ có công suất vòng trong là 1000W và công suất ổ phòng ngoài là 2200W. Với vùng nấu điện thì sẽ không kén nồi nấu ha, và các bạn có thể tùy chỉnh bật tắt cái vòng nhiệt ở bên ngoài để phù hợp với những cái kích thước sâu nồi của nhà mình. Với hai vùng nấu này thì cũng được Erosun trang bị công nghệ là inverter thông minh, giúp đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất mà không có bị tắt mỡ, tiết kiệm lên đến 30% điện năng. Cũng như là khi mà các bạn đặt nồi trên bếp á, thì bếp nó sẽ tự động phát hiện vùng nấu và vùng nấu chúng ta chỉ nóng lên khi có nồi. Bên dưới hai vùng nấu là hệ thống bảng điều khiển bằng cảm ứng. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái ký hiệu trên mặt bếp, bao gồm ở chính giữa là một cái nút để các bạn bật tắt nguồn bếp. Ở bên đây chúng ta sẽ có hai cái phím cộng trừ để các bạn có thể điều chỉnh công suất dành cho bếp điện ở bên phải. Bếp điện sẽ có thêm cái mức vòng tròn ở đây là để các bạn bật hoặc là tắt vòng nhiệt ở bên ngoài phù hợp với nhiều kích thước sâu nồi nhà mình ha. Rồi cái vùng nấu bên đây thì cũng tương tự, bên đây thì sẽ có cộng trừ nè để các bạn bật tắt công suất, điều chỉnh công suất từ 1 đến 9 cho vùng từ ở bên trái. Và vùng từ thì chúng ta sẽ có thêm chức năng là chiên xào nè, rồi hâm nóng, hoặc là công suất là booster trong trường hợp các bạn muốn nấu nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm là chức năng spout, có nghĩa là tạm dừng chương trình nấu, khóa an toàn cho trẻ em, và cái phần đồng hồ ở đây và phím cộng trừ thì các bạn có thể đặt hẹn giờ từ 1 đến 99 phút rất là tiện lợi. Để sử dụng thì trước tiên Chi sẽ đặt hai nồi ở trên bếp sẵn, sau đó chúng ta sẽ bật nút nguồn ở đây để mở bếp. Rồi để chọn công suất cho vùng nấu từ thì Chi sẽ ấn cái dấu cộng ở đây để các bạn chỉnh công suất từ 1 đến 9 nha. Phù hợp với cái món ăn của mình thì mình sẽ chỉnh công suất cho phù hợp. Trong trường hợp các bạn muốn chọn công suất booster để bếp chúng ta nấu nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn thì các bạn sẽ ấn phím boost ở trên đây. Thì khi các bạn ấn boost thì nó hiện cái chữ B này, thì lúc này bếp nó sẽ gia nhiệt rất là nhanh ở mức công suất là 2400W để giúp 2500W để giúp cho nồi nó sẽ được gia nhiệt nhanh hơn và thức ăn nó chín nhanh hơn. Khi các bạn mà muốn bỏ cái phím boost đây thì chúng ta sẽ ấn nút trừ lại như ban đầu là được. Bếp từ sẽ hỗ trợ thêm các bạn tính năng là nấu hâm, thì các bạn sẽ chọn chính năng là cái phần này, cái nồi ở đây. Thì hâm ở 3 mức nhiệt là 65 độ C nè, 75 độ C hoặc là 85 độ C. Thì tùy vô cái món ăn của mình thì các bạn sẽ chọn mức nhiệt độ cho nó phù hợp. Ngoài tính năng hâm nóng thì bếp từ sẽ có thêm cái này chiên xào, thì các bạn sẽ ấn vào cái nút chiên xào ở đây. Rồi chúng ta cũng sẽ chỉnh mức công suất chiên xào ở mức từ mức 1 đến mức 9 ha. Đó, rất là tiện lợi. Trong trường hợp các bạn muốn hẹn giờ cho vùng nấu từ thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút đồng hồ ở đây. Rồi chúng ta sẽ dùng dấu cộng và dấu trừ để tăng giảm cái phút nấu. Ví dụ như chị muốn hẹn 5 phút thì chị sẽ hẹn số 5 như thế này. Rồi như vậy là 10 phút. Thì sau khi 10 phút thì bếp nó sẽ báo chuông và tự động tắt. Trong khi nấu, nếu mà các bạn muốn tạm dừng chương trình nấu thì các bạn sẽ ấn vào phím spout ở đây. Đó, lúc này hai vùng nấu nó sẽ hiện theo chữ là EE như thế này, có nghĩa là bếp đã tạm dừng chương trình nấu, nhưng mà nó vẫn giữ là những thiết lập của bạn đã đặt ở trên bếp nha. Ví dụ như là chiên xào hay là hẹn giờ nè. Rồi khi mà muốn nấu lại thì các bạn ấn lại vào phím pause như thế này. Tương tự với vùng nấu điện thì các bạn cũng sẽ đặt nồi ở trên vùng nấu rồi chúng ta chọn công suất cho vùng nấu điện. Vùng nấu điện cũng có công suất là từ 1 đến 9 ha. Rồi nếu như mà cái nồi nấu của các bạn á, nó vừa với cái vòng kích thước vòng trong của vùng nấu điện thì không sao.
Còn nếu như các bạn có cái nồi nấu mà nó to hơn á, thì các bạn sẽ ấn vào cái nút ở đây để chúng ta tăng cái vòng nhiệt ở bên ngoài để phù hợp với cái thước nồi của mình. Còn không thì các bạn sẽ ấn tắt như thế này. Trong quá trình nấu thì các bạn cũng sẽ ấn phím bâu giống như hồi nãy để có thể tạm dừng chương trình nấu, cũng như là chọn chế độ hẹn giờ cho vùng nấu điện ha. Sau khi nấu xong thì các bạn có thể ấn vào cái nút khóa an toàn cho trẻ em như thế này. Ấn và giữ một chút thôi các bạn. Khi các bạn ấn vào nút khóa thì nó sẽ hiện dấu đỏ ở đây, là để chúng ta lau chùi bếp nè, không có bị chạm vào các bảng điều khiển, hoặc là giúp trẻ em không có điều khiển được ở trên bếp để nó bảo an toàn hơn. Muốn mở khóa thì các bạn cũng ấn và giữ lại phím khóa như thế này. Rồi, sau khi nấu xong các bạn sẽ ấn nút nguồn để tắt bếp. Nếu sau khi tắt bếp các bạn sẽ thấy cái chữ H như thế này, có nghĩa là hot, có nghĩa là vùng nấu bên đây nó đang nóng và các bạn không có nên chạm tay vào. Các bạn nên đợi khi lúc hot này tắt đi thì các bạn hãy nên vệ sinh bếp để chúng ta đảm bảo an toàn hơn. UTE 259 Max bao gồm những chức năng an toàn như là chức năng tạm dừng nè, chức năng chống trào nước water overflow, chức năng tắt bếp khi không có nồi, chức năng khóa trẻ em, chức năng hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động, chức năng bảo vệ quá nhiệt, cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu, chức năng cảnh báo nhiệt dư là chữ H được hiển thị cho mỗi vùng nấu khi còn nóng để các bạn tránh chạm tay vào để không có bị phỏng. Xong trong đó là tính năng chia sẻ công suất hai vùng nấu tối đa 3.500W để đảm bảo là tình trạng là không có bị quá tải trong quá trình nấu ăn. Như vậy là với mức giá tầm trên dưới 10 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một chiếc bếp điện từ hai vùng nấu với hệ thống bảng điều khiển cảm ứng rất là dễ sử dụng cùng nhiều tính năng hiện đại. Nếu như yêu thích sản phẩm thì các bạn hãy đến ngay các showroom của Bếp Xanh để được trải nghiệm trực tiếp, hoặc các bạn có thể gọi hotline 1800 6775 hoặc truy cập website www.bepsanh.com để được nhân viên Bếp Xanh tư vấn chi tiết hơn về giá và thông tin của sản phẩm và chia sẻ trong đường link ở bên dưới để các bạn có thể tiện tham khảo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Thank you.